Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Sống Vui phát sóng đều đặn hàng tuần trên kênh VTV2 của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, bệnh trĩ gồm có trĩ nội và trĩ ngoại. Trong đó trĩ ngoại thường ít gây đau hay là chảy máu nên người bệnh thường có tâm lý là chủ quan, không chú ý. Đến khi bệnh nặng thì đã muộn rồi. Lúc này thường khó điều trị và cần phải phẫu thuật thì mới điều trị hiệu quả. Vậy thì làm thế nào có thể phát hiện sớm trĩ ngoại và cách điều trị ra sao? Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng với nhau tìm hiểu về chủ đề cách nhận biết trĩ ngoại và phương pháp điều trị hiệu quả. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng gặp gỡ chuyên gia của chúng tôi, đó chính là bác sĩ Phạm Hưng Cùng. Vâng, xin chào quý vị khán giả. Thời gian trước, tôi thường xuyên gặp tình trạng táo bón, rồi đau rát và chảy máu khi đi vệ sinh. Thời gian đầu ấy, thì tôi cũng không để ý lắm vì nghĩ rằng là do ăn uống và sinh hoạt. Một thời gian sau thì nó sẽ hết. Tuy nhiên, càng về sau tôi cảm thấy tần suất nó xảy ra càng nhiều và bệnh lại không có dấu hiệu thuyên giảm. Thậm chí mỗi khi đi luôn có cảm giác vướng víu, khó chịu mà không thể đi vệ sinh được. Thậm chí là tôi cảm thấy có một búi trĩ nhỏ ở rìa hậu môn. Tình trạng này kéo dài khiến cơ thể tôi xanh xao, mệt mỏi, ăn uống kém, sức khỏe giảm sút. Tôi có đọc trên mạng thì được thấy các biểu hiện của mình giống với bệnh trĩ ngoại. Liệu không biết có phải là tôi đã mắc bệnh trĩ ngoại hay không? Xin bác sĩ tư vấn cách điều trị. Thưa bác sĩ Phạm Hưng Cùng, bác sĩ có thể chia sẻ cho nhân vật trong phóng sự của chúng ta biết là nhận biết trĩ ngoại như thế nào và có những dấu hiệu ra sao cho bệnh nhân mắc bệnh trĩ ngoại ạ? Trĩ là cái bệnh lý ở cái ống hậu môn trực tràng, là do giãn rồi xa cả cái búi tĩnh mạch trĩ. Thì khi xa giãn cái đàm rối tĩnh mạch trĩ trong thì ta gọi là trĩ nội. Còn khi mà xa cái đàm rối tĩnh mạch trĩ ngoài thì ta gọi là trĩ ngoại. Khi mà có giãn xa cái đàm rối tĩnh mạch trĩ ngoài thì có các cái triệu chứng. Thứ nhất là nó đau này, nó rát này ở cái vùng hậu môn đấy. Cái thứ hai nữa là khi mà nó có các cái búi trĩ mà nó căng ấy, rồi nó cọ sát thì có thể là đi ngoài nó ra máu, đặc điểm của nó là ra máu tươi. Người mà bị trĩ ngoại thì họ có thể cảm thấy một cái gì đó vương vướng ở cái vùng hậu môn trực tràng và thường thường là đi ngoài thì hơi khó. Nếu như mà thầy thuốc hay là người khác khám bệnh ấy thì thầy có một cái búi trĩ nó thập thò nó ở cái lỗ hậu môn đấy, tùy theo cái mức độ to nhỏ để mà chúng ta chẩn đoán là ở độ mấy của cái bệnh lý trĩ. Thì đấy là những cái triệu chứng chính của cái bệnh lý trĩ ngoại. Vì vậy cho nên là nếu như mà cái bệnh lý trĩ mà mình không chữa trị sớm á, thì sau này nó cũng có nhiều cái biến chứng. Vì thế cho nên ai mà có những cái dấu hiệu chỉ điểm như vậy thì nên đi khám ở phòng khám chuyên khoa, đi được các bác sĩ chuyên khoa khám này, rồi đánh giá mức độ chẩn đoán và cho một cái phương án điều trị cho nó khoa học cơ bản. Vừa rồi thì chuyên gia Phạm Hưng Cùng có nói rằng là nếu không điều trị sớm thì nó sẽ có những cái biến chứng nguy hiểm. Vậy thì bác sĩ có thể cho quý vị khán giả biết kỹ hơn những cái biến chứng đó là gì không ạ? Có thể có nhiều cái biến chứng lắm nhưng mà tùy ở từng đối tượng, từng người. Đấy, thứ nhất là nó nhiễm trùng ngay tại cái vùng có cái đám rối trĩ. Nặng hơn nữa thì nó có thể lan ra cả cái vùng tiểu khung. Và có những trường hợp nặng thì nó đi vào trong cái dòng máu, gây nên nhiễm trùng máu thì lại rất là nặng. Cái thứ hai là nó gây nên cái tắc nghẹt cái búi trĩ hay là tắc nghẹt cái đám rối tĩnh mạch thì nó bị thắt lại. Thế như vậy nó gây hoại tử và bây giờ bệnh nhân lúc này là rất đau. Và nếu như không điều trị sớm, kịp thời thì nó cũng gây những hiệu quả rất là trầm trọng. Cái thứ ba nữa là nó có thể gây lên nứt nẻ hậu môn. Rồi là có thể là gây nên cái giò hậu môn ở trực tràng thì nó điều trị nó dai dẳng khó chịu lắm. Và có những cái trường hợp tuy là ít nhưng mà vẫn có là bị ung thư hóa ở cái vùng hậu môn trực tràng. Vậy thì thưa bác sĩ Phạm Hưng Cùng ạ, bác sĩ có thể cho quý vị khán giả biết là có cách nào để giúp người bị trĩ ngoại có thể điều trị tại nhà an toàn hiệu quả mà lại tránh được phẫu thuật không ạ? Vâng. Cái bệnh lý trĩ như tôi nói là do nó giãn xa các cái đàm rối tĩnh mạch ở đây trĩ ngoại, tức là do cái đàm rối tĩnh ngoại mà cái giãn xa ấy
cái gốc rễ của nó là do tảo bón. Đấy, cái kẻ thù chính của trĩ tức là tảo bón. Có tảo bón kéo dài lâu ngày thì sớm muộn thì cũng bị trĩ. Cho nên ngày xưa trong y văn cổ các cụ có cái câu là thập nhân cửu trĩ, tức là nội hàm của nó là rất nhiều người bị trĩ. À đấy, thế bây giờ điều trị thì cũng có nhiều cái phương án đấy, nhưng mà cái xu thế hiện nay là người ta sử dụng các cái thảo dược. Là vì các cái thảo dược thì là gì, nó điều trị, vừa điều trị được gốc vừa lại điều trị được ngọn, tức là điều trị cái nguyên nhân gây ra bệnh nhưng đồng thời điều trị được các cái triệu chứng. Và cái thứ hai nữa là nó an toàn, lành tính. Và cái thứ ba là có thể điều trị tại nhà, không cần phải đi bệnh viện, nó vừa khó chịu vừa tốn kém. Trên thị trường hiện nay thì có nhiều sản phẩm, nhưng mà một cái bộ sản phẩm mà được có nhiều cái phản hồi tốt, đấy là cái bộ sản phẩm điều trị theo cái y lý của y học cổ truyền, tức là trong uống, ngoài bôi. Đấy, thì nó có hai cái sản phẩm uống á, thì là gồm có những cái vị như là giúp cá này, rồi là hoè hoa này, đương quý này, nghệ, nhưng mà ở dưới dạng phốt pho lipid hóa Meriva. Thì tổng hòa lại bốn cái vị thuốc này ở trong cái sản phẩm uống á, thì nó giải quyết được cái gốc rễ của vấn đề đó là mình để tảo bón và có bùi trị. Còn cái sản phẩm bôi á, thì gồm có trầu không này, thâu dầu tía này, cỏ nhỏ nôi, thì nó có tác dụng cũng kháng khuẩn, chống viêm, làm xe cái niêm mạc của bùi trị và lúc nó giảm đau, làm co các cái bùi trị lại. Thì rõ ràng hai cái vừa uống vừa bôi như vậy thì cái kết quả nó tốt hơn, nó nhanh hơn và nó bền vững hơn. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Trị Phương được bào chế từ các dược liệu thiên nhiên như diếp cá, đương quy, hoa hòe và đặc biệt chứa nghệ dạng Meriva. Sản phẩm được dùng cho người bị bệnh trĩ, nhất là người bị chảy máu, sa bùi trĩ, viêm nứt hậu môn, giúp hỗ trợ tăng cường sức bền thành mạch, hỗ trợ làm dịu nhanh các cơn đau rát khó chịu của bệnh trĩ. Sản phẩm còn giúp hỗ trợ giảm nguy cơ táo bón, đặc biệt An Trị Phương có thể dùng cho phụ nữ mang thai và cho con bú. An Trị Phương xua tan nỗi lo bệnh trĩ, táo bón. Hiệu quả đã được chứng minh tại Viện Y học cổ truyền Trung ương. An Trị Phương nay đã có thêm dạng gel bôi. Sau khi lắng nghe những tư vấn đến từ chuyên gia, tôi đã khám và được chẩn đoán bệnh trĩ ngoại. Bên cạnh thuốc tây, bác sĩ có khuyên tôi nên kết hợp với hỗ trợ điều trị bằng thảo dược trong uống, ngoài bôi để vừa giảm được các triệu chứng của bệnh trĩ, vừa khắc phục được những nguyên nhân gây nên bệnh trĩ là tảo bón. Tôi đã kiên trì sử dụng. Tôi đã thấy bệnh tình của mình được cải thiện rõ rệt. Khi đi vệ sinh cũng không còn đau rát, chảy máu và bùng trĩ cũng không còn nữa. Giờ đây cuộc sống và sức khỏe của tôi cũng tốt hơn lên rất nhiều. Tôi sẽ kiên trì sử dụng sản phẩm để phòng tránh bệnh tái phát. Cảm ơn sản phẩm An Trị Vương. Chúng ta cùng cảm ơn chuyên gia bác sĩ Phạm Hưng Củng đã có những lời khuyên rất hữu ích trong chương trình ngày hôm nay. Đến đây thì cho phép chúng tôi được nói lời chào tạm biệt quý vị. Ngay lúc này quý vị và các bạn có thể gọi điện tới tổng đài của chúng tôi với số 1800 558889 hoặc số hotline 0896 509 509 để biết thêm thông tin chi tiết. Ngoài ra quý vị cũng có thể gửi thư về hòm thư sungkhoeacong.bacsitivan.vn hoặc tham khảo tại website bacsitivan.vn. Một lần nữa, xin được chân thành cảm ơn. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. An Trị Phương xua tan nỗi lo bệnh trĩ táo bón. Nay đã có thêm An Trị Phương Gel, hiệu quả đã được chứng minh. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy nhấn like, chia sẻ và đừng quên nhấn subscribe để nhận được những video mới nhất từ kênh nhé.